khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Hậu Giang quan tâm giải quyết cuộc sống cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Không chỉ là chúng ta đền bù rồi, nhưng mà chúng ta còn phải chăm lo để đồng bào có nơi ăn ở, có việc làm. Để xét cho cùng, chúng ta cũng là lo cho dân cả thôi. Làm cái nhà máy này cũng chính là lo điện cho đất nước, cho nhân dân. Sau 4 năm thi công, trường mẫu giáo khu căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ chính thức khánh thành, giải quyết tình trạng quá tải học sinh trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Trở lại chùa Long An, nơi ấm mãi tâm huyết và ước mơ lan tỏa những đạo đức tư tưởng của Bác. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2015 của truyền hình Hậu Giang. Vừa rồi là những nội dung chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, vào trưa hôm nay, nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 đặt tại thị trấn Mái Dòng, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã chính thức khởi công. Đây là nhà máy nhiệt điện có quy mô và tổng vốn đầu tư lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến sẽ cung cấp khoảng 7 tỷ 800 triệu kWh một năm, giải quyết được tình trạng thiếu điện ở miền Nam. Đến dự buổi lễ khởi công có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh Hậu Giang có ông Quỳnh Minh Chắc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ông Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Công Chánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 thuộc Trung tâm Điện lực sông Hậu có tổng công suất 1.200 MW, gồm 2 tổ máy, diện tích xây dựng 115 ha cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn gần 43.000 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ đô la Mỹ. Dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển ngành nhiệt điện. Trong thời gian xây dựng 5 năm, nhà máy này sẽ giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương và hàng trăm lao động trong giai đoạn vận hành. Với việc cung cấp 7 tỷ 800 triệu kWh mỗi năm, nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 cùng với nhà máy nhiệt điện Long Phú đã được khởi công ở Sóc Trăng sẽ giúp cho khu vực miền Nam không xảy ra tình trạng thiếu điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng quá trình hiện đại hóa, đô thị hóa của khu vực. Vì tính quan trọng của dự án nên Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cho phép áp dụng cơ chế chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng. Mặc dù công trình này do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư, nhưng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang luôn xác định đây là công trình đặc biệt của tỉnh. Vì thế, trong thời gian tới, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các ban ngành, mặt trận và các đoàn thể của tỉnh sẽ làm hết trách nhiệm của mình để phối hợp với chủ đầu tư, tổng thầu, các đơn vị thi công để công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Hậu Giang trong việc giải phóng mặt bằng để một cụm điện lớn được khởi công. Đồng thời lưu ý, chính quyền địa phương cần quan tâm đến hàng trăm hộ sống tái định cư, phải đảm bảo một cuộc sống ổn định cho người dân. Không chỉ là chúng ta đền bù rồi, nhưng mà chúng ta còn phải chăm lo để đồng bào có nơi ăn ở, có việc làm. Để xét cho cùng, chúng ta cũng là lo cho dân cả thôi. Làm cái nhà máy này cũng chính là lo điện cho đất nước, cho nhân dân. Còn bây giờ người dân mà phải đi đến nơi ở mới để chúng ta xây dựng nhà máy thì chúng ta phải có một kế hoạch chu đáo. Không chỉ là chuyển tiền đền bù theo đúng chính sách của Đảng, Nhà nước. Cái đó đúng rồi nhưng mà chưa đủ. Phải tạo mọi điều kiện để đồng bào ta có công ăn việc làm, từng bước cái cuộc sống nó tốt hơn. Ngoài ra, do sử dụng công nghệ đốt than trong sản xuất điện khoảng 3 triệu tấn than mỗi năm, nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý chủ đầu tư phải đảm bảo vấn đề môi trường, không để xảy ra các sự cố về kỹ thuật, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, tối ưu hóa chi phí để dự án đạt được hiệu quả cao nhất. Dự kiến, nhà máy nhiệt điện sông Hậu sẽ đi vào hoạt động vào năm 2019. Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và với mục tiêu hướng cho thế hệ trẻ huyện Phụng Hiệp có một môi trường học tập sinh hoạt tiên tiến. Chiều nay, huyện Phụng Hiệp tổ chức khánh thành công trình trường mẫu giáo khu căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ. Đây là ngôi trường được đóng góp xây dựng bởi các vị lão thành cách mạng đã từng sống và chiến đấu trên vùng đất Hậu Giang anh hùng.
Tham dự buổi lễ có ông Lê Phước Thọ, Quyền Ủy viên Bộ Chính trị, Quyền Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Trần Công Chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, ông Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, cùng các ông Lư Văn Điền, Quyền Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, ông Lê Nam Giới, Quyền Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ. Công trình trường mẫu giáo khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ được khởi công năm 2011. Sau gần 4 năm, ngôi trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên diện tích khuôn viên rộng 7.000 m². Khối nhà làm việc chính gồm 7 phòng học, 10 phòng chức năng với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng. Ngôi trường được thiết kế xây dựng đúng theo chuẩn quốc gia với kiến trúc hiện đại, sẽ tạo điều kiện tốt cho giáo viên giảng dạy và học tập của hơn 185 em học sinh trên địa bàn xã. Là người có vai trò quan trọng đóng góp xây dựng ngôi trường, ông Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hết sức phấn khởi, bởi đây chính là tấm lòng tri ân đối với vùng đất anh hùng và góp phần hỗ trợ thế hệ sau có điều kiện học tập nối tiếp truyền thống. Hôm nay mà tôi cũng rất phấn khởi đi xem tất cả cái cơ sở này, tôi thấy tương đối hiện đại, nó xây dựng đạt yêu cầu của cái mong muốn của các thành viên, hình thành được một cái mẫu giáo này cho tương lai sau này thì cái đó rất quý. Công trình trường mẫu giáo khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ có ý nghĩa vô cùng to lớn, góp phần giải quyết tình trạng quá tải học sinh trên địa bàn và đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đó còn là động lực thúc đẩy truyền thống hiếu học và mở ra tiềm năng triển vọng tốt đẹp cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trên quê hương Phụng Hiệp anh hùng. Tập thể giáo viên của trường mẫu giáo Phương Bình sẽ cố gắng nỗ lực. Sắp tới thì sẽ cố gắng là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà ngành và đảng giao phó. Hay tin là cái công trình đã là hoàn thành rồi, bây giờ tất cả những bà con ở đây người ta rất là vui mừng vì con cháu mình sau này đi học là gần lại và cái chuyện môi trường rất là tốt. Nhân dịp này, công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ đã tặng 60 phần quà cho các em học sinh. Ủy ban Nhân dân huyện Phụng Hiệp tặng giấy khen cho 5 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng trường. Với sự chung tay góp sức chăm lo cho ngành học mầm non mẫu giáo, cùng với trường mẫu giáo khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, Hậu Giang đang hoàn chỉnh toàn bộ hạ tầng cơ sở để đến tháng 8 năm nay, địa phương sẽ hoàn thành đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015. Một số thông tin khác, sáng nay, ông Nguyễn Chiến Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã tham gia đoàn công tác do tạp chí Thanh tra phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, học sinh vượt khó của xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ. Tại đây, đoàn đã khám, chẩn đoán và điều trị miễn phí cho 600 người, đồng thời tư vấn hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, đoàn còn tổ chức tặng quà cho 212 gia đình và tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó. Vừa qua, trên địa bàn huyện Châu Thành A và thành phố Vị Thanh đã diễn ra các hoạt động chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại huyện Châu Thành A, trên 600 lượt đoàn viên thanh niên đã ra quân trồng 2.000 cây sao dầu ở các tuyến đường tỉnh lộ với kinh phí trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, các bạn còn phát quang tuyến đường dài 3.500 m, xây dựng 2 cống, đắp 5 đập giữ nước phục vụ sản xuất, góp phần xây dựng xã nông thôn mới. Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 5, thành phố Vị Thanh tổ chức hội thi Khăn Hồng Thắm Mãi Vai Em lần thứ 5 năm học 2014-2015. Với sự tham gia của 20 liên đội các trường trung học cơ sở và tiểu học, các đội trải qua 4 vòng thi, thực hiện 7 kỹ năng trong hoạt động đội. Ban tổ chức đã trao 12 giải cho các tập thể và cá nhân đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 14 tháng 5 vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao 238 giải thưởng đợt 2
về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho nhiều tập thể và cá nhân trên toàn quốc, và tác phẩm Một ngày ở chùa Long An của tác giả Thanh Nhã Văn Cảnh đến từ Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang là một trong số đó. Điểm nổi bật của tác phẩm chính là câu chuyện giản đơn kể về một vị trụ trì không chỉ mang cái tâm Phật pháp truyền bá cho bà con mà còn mang cả tư tưởng Hồ Chí Minh đến với người dân. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi chúng tôi thực hiện phóng sự này, đến nay nơi đây đã ít nhiều thay đổi. Những thước phim này được chúng tôi trích dẫn từ tác phẩm Một ngày ở chùa Long An. Một ngày ở nơi đây không như những ngôi chùa khác. Ngoài việc nghe kinh niệm Phật, việc nghe kể chuyện và đọc sách về Bác đã trở thành một thói quen của đông đảo Phật tử. Phóng viên Thanh Nhã, người thực hiện phóng sự này từng tâm sự. Trước đây cô chỉ biết đến thầy Thích Thông Hạnh qua lời kể. Nhưng khi được trải nghiệm một ngày ở chùa Long An, cô mới cảm nhận được những tâm huyết của thầy. Thầy có một quan điểm rất là đơn giản, tức là học Bác thì không có gì mà cao siêu hay là xa vời cả. Mỗi một cái con người bình thường đều có thể làm theo Bác, một cái điều gì đó mà nó gắn chặt với cái công việc, với cái cuộc sống đời thường của mình. Chẳng hạn như một người làm báo thì tôi cũng nghĩ là khi mà mình học được từ đó những cái gì, đó là làm báo thì mình cũng học từ Bác, tinh thần của một người làm báo. Nó gắn chặt với công việc của mình hơn, làm cho mình thấy công việc của mình có ý nghĩa xã hội hơn. Và từ đó mình phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để công việc của mình tốt hơn và ý nghĩa hơn cho xã hội. Trở lại chùa Long An sau 3 năm, cảnh vật nơi đây vẫn không có nhiều thay đổi. Vẫn là không gian yên bình thanh tịnh nơi chốn linh thiêng Phật Pháp. Có chăng sự đổi thay lớn nhất đó chính là tủ sách của thầy Thông Hạnh. 3 năm trước ở đây chỉ có 80 đầu sách, thì đến nay đã có hơn 150 đầu sách để phục vụ cho Phật tử. Không chỉ là cuốn sách kinh của nhà Phật, mà còn là những cuốn sách học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây thật sự là một bộ sưu tập góp phần lan tỏa phong cách học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong quần chúng nhân dân. Cô học tập ở đây được nhiều lắm, nhất là theo thầy dạy cô về cái phương pháp, về Phật Pháp tu hành cũng như theo đạo đức Hồ Chí Minh, rồi áp dụng cho gia đình. Đến rồi nghiên cứu đọc sách rồi thực hành theo tấm gương Hồ Chí Minh đó thì cũng có nhiều lợi ích đó, bà con cũng phấn khởi. Thầy cũng khuyên nhắc vậy đó, tư tưởng nhà Bác Hồ gì đó dạy dỗ, nhất là cái gia đình mình, gia đình là yếu tố của xã hội, cho nên họ cũng phải cho con cái ăn học rồi dạy dỗ cho chu đáo. Không chỉ học tập tư tưởng của Bác trên sách, thầy Thông Hạnh còn cụ thể quá bằng hành động. Hơn 10 năm qua, công việc làm từ thiện của thầy vẫn được duy trì đều đặn mỗi tháng, với số lượng những gia đình cá nhân được chăm lo ngày càng nhiều hơn. Sau 3 năm trở lại chùa Long An, thứ duy nhất vẫn tồn tại và ấm mãi, đó chính là tâm huyết và ước mơ lan tỏa những tư tưởng đạo đức của Bác đến với mọi người. Xin chuyển sang các thông tin về tình hình sản xuất lúa hè thu mà chúng tôi vừa tổng hợp từ các địa phương. Phòng Kinh tế huyện Long Mỹ cho biết, vụ hè thu năm nay, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ký hợp đồng bao tiêu hơn 1.800 hectare lúa cho bà con nông dân trong huyện. Lúa sau khi thu hoạch sẽ được mua với giá bằng hoặc cao hơn thị trường từ 100 đến 200 đồng một kg. Chính điều này đang kích thích người nông dân địa phương an tâm hơn khi tham gia mô hình liên kết sản xuất so với trước. Trong khi đó, tại huyện Châu Thành A, nông dân đã thu hoạch khoảng 350 hectare trong tổng số 8.600 hectare lúa vụ hè thu. Trà lúa thu hoạch sớm năng suất đạt từ 7 đến 7 tấn rưỡi một hectare. Hiện giá lúa IR50404 tươi cắt máy còn 4.000 đến 4.100 đồng một ký, lúa dài từ 4.700 đến 7.800 đồng một ký, giảm 50 đến 100 đồng so với tuần trước. Tại những vùng sản xuất có hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu thì bà con có lời từ 1 đến 1.500.000 đồng một công. Phần cuối chương trình thời sự tối thứ bảy như thường lệ sẽ là bản tin an toàn giao thông cuối tuần qua phần trình bày của biên tập viên Kim Anh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin an toàn giao thông cuối tuần.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Ban An toàn giao thông huyện Châu Thành kết hợp với chính quyền xã Phú Hữu ra mắt mô hình bến ngang sông văn hóa văn minh an toàn. Đây là mô hình thứ hai của huyện sau xã Đồng Phước. Tại buổi lễ ra mắt, Ban An toàn giao thông huyện tuyên truyền đến các chủ phương tiện cam kết thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông thủy. Trong đó, người điều khiển phương tiện phải có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, đảm bảo có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Hiện nay trên địa bàn huyện Châu Thành có 12 bến phà, đò ngang, hành nghề đưa rước khách. Bình quân mỗi ngày tại các bến này có từ 500 đến 700 khách qua sông. Qua khảo sát, vẫn còn một số bến khách chưa chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông thủy. Trong khi đó, Công an huyện Châu Thành A cũng vừa ra mắt mô hình ấp văn hóa an toàn giao thông và thành lập đội xung kích tình nguyện vì an toàn giao thông thuộc hai ấp Nhân Thuận 1 và Nhân Thuận 1A, xã Nhân Nghĩa A. Đội xung kích tình nguyện vì an toàn giao thông có 18 thành viên, mỗi tháng sinh hoạt ít nhất một lần, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, cùng vận động nhân dân sửa chữa những đoạn đường bị xuống cấp, hư hỏng, phát quang bụi rậm làm che khuất tầm nhìn, tạo môi trường thông thoáng cho người tham gia giao thông, từng bước giảm dần tai nạn giao thông. Thực hiện công văn số 392 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng, chở quá tải trọng quy định, Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang đã có kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm kéo dài từ nay đến hết tháng 9 năm 2015, trong đó có nhiều điểm mới hơn so với các lần trước. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung phỏng vấn của phóng viên Đài đối với ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang. Dân xin chào ông, thì được biết từ nay đến hết tháng 9, ngành chức năng sẽ tiến hành các đợt kiểm tra xử lý các hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng, xe chở quá tải trọng. Và đây cũng là lần thứ hai Hậu Giang mở đợt cao điểm. Trong lần này thì hình thức kiểm tra của mình có điểm gì mới không? Chúng tôi là tổ chức tuyên truyền cho các lái xe, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu rõ cái tác hại của việc chở quá tải tham gia giao thông. Bởi vì phương tiện chở quá tải tham gia giao thông thì nó phá hoại cầu đường, phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông, đồng nghĩa với phá hoại tài sản quốc gia. Mặt khác, việc này nó còn có thể xảy ra tai nạn giao thông mà hậu quả hết sức khó lường. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tổ chức cái hội nghị mời các doanh nghiệp vận tải, các lái xe cùng tham gia để ký cam kết thực hiện nghiêm vấn đề này. Thưa ông, thì trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn các trường hợp vi phạm về xe chở quá tải trọng. Như vậy trong thời gian tới chúng ta cần có những biện pháp xử lý như thế nào để có thể chấm dứt tình trạng xe chở quá tải trọng thưa ông? Chúng tôi sẽ giữ toàn bộ giấy tận phương tiện, đề nghị phương tiện là nếu mà phương tiện nào mà đã tự cơi nới thùng xe mà sai với hồ sơ thiết kế thì chúng tôi giữ giấy tờ và buộc chủ phương tiện phải khắc phục. Khắc phục xong rồi chúng tôi là xử lý theo quy định. Trước đó, ngành giao thông vận tải Hậu Giang đã tổ chức hội nghị ký cam kết không xếp hàng hóa, hành khách lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép đối với hàng chục doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Điểm nổi bật trong hội nghị lần này là số lượng doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vận tải tham gia đầy đủ và thể hiện ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung cam kết. Đồng thời, với kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm về chở quá tải trọng sắp tới đây sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các chủ phương tiện. Thông tin chúng tôi vừa nhận được, vào chiều nay một ngọn lửa bùng phát dữ dội đã thiêu rụi một kho bã mía của cơ sở sản xuất đường Nguyễn Văn Đởm ở xã Dị Tân, thành phố Vị Thanh. Ngọn lửa cháy lan rất nhanh và bùng phát dữ dội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy công an Hậu Giang đã huy động hai cano cùng 10 chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ thì đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Dù quá quạng đã thiêu rụi toàn bộ phần mái tôn cùng nhiều vật dụng chứa trong kho, ước thiệt hại ban đầu khoảng 30 triệu đồng, không có thương vong về người. Chương trình thời sự tối nay đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã lựa chọn kênh truyền hình Hậu Giang. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website www.truyenhinhhauchang.vn hoặc kênh YouTube của đài với tên miền Hậu Giang TV. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.